Mến mời cô Tina. Dạ, mến mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay của mình lên ạ. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh Đại Đức Trại Đức ạ. Dạ, con kính dâng Bích Chánh Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 161. Attana Wakatang Pa Pang Atachang Atasam Pha Quang Aphimang Thati Đùm Mê Thăng Quá Chi Rằng Quá Sâm Hoi Quá Ma Ma Dằng Ma Ninh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền ác kẻ ngu si như kim cương ngọc báo, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc giữ vốn tự mình sanh, tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri, nó nghiền nát kẻ ngu si, kim cương, rạch vết, xá gì, bảo châu, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Atana Wakatang Bapang Atachang Atasam Phawang Aphimang Thati Đâm Mê Thăng Wachirang Wamamayang Maning. Atana Wakatang Bapang Atachang Atasam Phang Aphimang Thati Đâm Mê Thăng Wachirang Wasamamayang Naming. Maning Atana Wakatang Bapang Atachang Atasam Phawang Aphimang Thati Đâm Mê Thăng Wachirang Wamamayang Maning. Dạ con xin hết, kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh chờ viết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 161. Atana Wakatang Bapang Atachang Atasang Pawang Aphimang Thati Đùm Mê Thang Wachirang Wasmamayang Manin. Atana Wakatang Bapang Atachang Atasang Pawang Avi mang tha ti đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dằng ma nình á ta na quá ca tăng ba bằng á ta chẳng á ta sằng phá hoàng á phi mang tha ti đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dằng ma nình. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atana Wakatang Bapang Atachang Atasang Pawang Aphimang Thati Đùm Mê Thang Wachirang Wasmamayang Manin. Diệt giữ vốn tự mình sanh, tự khởi tự tạo, tự hành ác tri, nó nghiền nát kẻ ngu si, kim cương rạch vết, xá gì bảo châu, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sĩ Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức
Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn số 161. Attana quá cá tăng ba tăng Atta chăng Atta sa sam pa quăng Api măng tha tí đùm mê thăng quá chí răng quá má má dằn má niêm Attana quá cá tăng ba băng Atta chăng Atta sa sam pa quăng Api măng tha tí đùm mê thăng quá chí răng quá má má dằn má niêm Attana quá cá tăng ba băng Atta chăng Atta sam pa quăng Api măng tha tí đùm mê thăng quá chí răng quát ma ma dằn ma niên điều ác tự mình làm tự mình sanh tự mình tạo tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo bản dịch của hòa thượng Minh Châu việc giữ vốn tự mình sanh tự khởi tự tạo tự hành ác tri nó nghiền nát kẻ ngu si kim cương rạch vết xá gì bảo châu bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và Cẩm Nhân đã ôn bài xong và kính mời quý Phật tử kính mời huynh Quách Thanh Á nha và kính mời huynh sa thu lành thầy xin cảm ơn Nam mô Phật Thà Ya Nam mô Tham Ma Ya Nam mô Sằng Kha Ya kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room con xin được kể kinh pháp cú số 161. Attana va ca tang pa pang Atta chang Atta sam pa wang Api man tha ti dum me thang Va chi rang va sa ma ma yang ma ning Atta na va ka tang pa pang Atta chang atta sam pa wang Api man tha ti dum me thang Va chi rang va sa ma ma yang ma ning Atta va ka tang pa tang Atta chang atta sam pa wang Api man tha ti dum me thang Va chi rang va sa ma ma yang ma ning Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo Nghiền nát kẻ ngu si Như kim cương ngọc báu bản dịch của Ngài Minh Châu Việc giữ vốn tự mình sanh Tự khởi tự tạo tự hành ác chi nó nghiền nát kẻ ngu si kim cương rạch vết xá gì bảo châu bản phật thơ của ngài Giới Đức và Nam mô Phật Tha gia còn xin được sướng mic mến mời Tin An con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tự tức và cô tư nữ Như Pháp và quý bà quý cô tư nữ có mặt trong room con kính chào đạo tràng con xin phép được đọc câu pháp cú số 161. Attana vakatang pa pang atta chang atta sam pa wang afi man thati dum me thang vari chang wa chi rang wa ma ma yang ma nin anta wa vakatang pa pang atta chang atta sam pa wang Afi man thati tum me thang Vachi rang vas ma ma yang ma nin Điều ác mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo
Alo Tin An ơi, đạo tràng không có nghe nữa, chắc bị rớt mic rồi. À mời Tin An, ra mất rồi, Tin An ra mất rồi. Dạ bây giờ Tin An nó ra rồi, không chịu vào, không biết là... Dạ, mời Tin An trở lại nha, kể lại nha Tin An. Dạ con, cho con xin phép nhìn lại bài, tại con không thấy được bài nữa thưa xin chứ. Dạ, con xin phép được đọc lại. Anta wa ka ta tang pa phang anta chang an ta san pa wang avi man tha ti dum me thang wa chi rang wan ma ma yang man nin anta wa ka ta tang pa phang anta chang an ta san pa wang avi man tha ti dum me thang Quan chi răng quan ma ma yang ma nin. Việc giữ vốn tự mình, sanh, tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri. Nó nghiền nát kẻ ngu si, kim cương, rạch vết, xá gì, bảo châu của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, kính mời vị kế tiếp. Dạ hôm nay chắc cô không biết. Dạ kính cô tu nữ như pháp không biết à, kính mời cô tu nữ như pháp nha. Từ là cô tu. Dạ cảm ơn huynh Bát Thanh Á. Nam mô Bụt Tha. Dạ cảm ơn cô Đặng Đông. Anh ta như pháp biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như pháp kính chào đạo tràng. Dạ nãy giờ như pháp bị quý sư góp ý kiến. Dạ quý sư góp ý kiến là đừng có bỏ cái rơm. Tại sao mà phải từ giả cái rơm pháp cứu. Coi như là rơm pháp cứu cũng cũng là tu tập mà cũng tốt, nên nó là quý sư khuyên. Dạ quý sư khuyên là bỏ bớt một rơm thôi, còn rơm pháp cứu thì phải lo, tại vì quý sư đã quen. Dạ đã quen có như pháp rồi. Dạ nên nãy giờ ngồi im để nghe quý sư thầy. Dạ nên dạ con xin sám hối với quý ngài và xin lỗi đạo tràng. Dạ bây giờ thì thật sự nãy giờ từ hồi tối hôm qua giờ dạ đầu óc rất là bối rối luôn, tại vì mới vừa xuất gia buổi chiều ở bên nhà. Bữa nay xin phép cho con không có đọc kinh, cho con tâm sự một chút. Vô tình nhà, vô tình thì phải đoàn sư Tề Tàm mà ở bên cái tiểu bang gì đó, dạ như pháp không có đành cái tên Mỹ ở đây. Nhà đi với vị sư trụ trì là sư Giới Hạnh, ngài Giới Hạnh, và đi với một vị ở Bangladesh nữa. Dạ một vị tăng ở Bangladesh. Dạ con đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh ạ. Thì quý ngài qua viếng chùa nó còn thấy con mặt thượng tọa Minh Hạnh. Dạ con thấy con vô tình con thấy sư Tệ Tàm qua, con mừng quá, con mừng, con hoan hỷ quá, con nói con không ngờ con gặp được sư. Từ lúc con biết sư qua Mỹ mà đến nay con không có cơ hội để đi thăm sư, mà bây giờ sư qua tới đây con mừng quá. Thì thầy trò cũng nói chuyện nguyên thiên. Dạ thì sư phụ ra nghe gì sư phụ mới đảnh lễ quý ngài, xong rồi
Hàn Nguyên tâm sự, nghe sư phụ có thỉnh, dạ, thỉnh với ngài là cô Nhật Quỳnh rất là muốn xuất gia, nhưng mà hôm nay thì có quý ngài đến đây, nếu mà quý ngài có thể nắng lại được, tại giờ hỏi quý ngài thì quý ngài nói là quý ngài chỉ đi tham quan chùa này chùa kia thôi, không có ở đâu. Thì sư phụ nói nếu mà quý ngài ở đợi lại được mà hoan hỷ để chứng minh cho cô Nhật mình xuất gia, dạ thì quý ngài hoan hỷ, dạ hoan hỷ nên là rất là cấp tốc. Mai là Như Pháp đã chuẩn bị sẵn rồi, y áo rồi, nhưng mà tới hôm cấp tốc như vậy trong vòng có một tiếng đồng hồ sau là đã xuất gia, nên sư phụ phải gọi Phật tử trở về chùa. Quý cô quý chú mới vừa đi về thôi, ở bên đây có cái lễ thường xuyên là ngày chủ nhật, quý cô quý chú nghe kêu rồi trở lại để giống như dự lễ xuất gia của Như Pháp á, thì mấy cô mấy chú rất là coi như là quá quá bất ngờ, dạ. Nhưng mà chắc là cái duyên của Như Pháp vậy. Và hồi đó tu giao duyên một lần ở chùa Đại Lộc, cũng một ngày trước một ngày sau thôi là đã mai y xong và qua bên Ấn Độ xuất gia giao duyên rồi, cũng không có dự định trước. Và hôm nay thì mặc dù vô ở chùa hơn một năm rồi, nhưng mà sư phụ chưa có ý định xuất gia. Và hôm mùng 3 Tết thì có thỉnh ý sư phụ, nói con vô chùa đã lâu rồi, mà lúc trước đó thì sư nói con ở mấy tháng thôi, mà giờ con ở hơn một năm rồi, nếu được thì sư phụ cho con xin sư cho con xin xuất gia. Thì hôm nay ngày hôm qua, tức là buổi sáng ở Việt Nam đã thuận duyên có quý sư, nên là con đã được xuất gia, bạch thượng tọa Minh Hạnh cũng như quý ngài trong đạo tràng. Và mà coi như làm lễ rồi xong là cũng chín giờ đêm rồi, dạ, rồi sắp xếp là một mình con rồi, là tự cạo tóc, tự đắp y một mình, rồi ra tính điện thọ giới, dạ, quý sư truyền giới, dạ, nên là bản thân con rất là hồi hộp và cũng rất là xúc động. Và lúc mà con xuất gia thì sư phụ có giáo giới là bây giờ Như Pháp mà đã học Pháp rất là nhiều và có tâm phục vụ rất là tốt, nhưng mà bây giờ có cuộc sống phạm hạnh rồi thì phải bỏ bớt rung đi để thời gian tu tập. Nên lúc nãy trước khi con vào room thì con có gọi điện cho cô Đặng Đọc và cho Quỳnh Quá Thanh Đá, và có nhắn với cô Cẩm Vân nữa, nhưng mà không thấy cô Cẩm Vân gọi lại. Và con thật sự thú thật với quý ngài và quý vị trong đầu tràng là con xuất gia giao duyên nay hơn 10 năm rồi, mà con còn giữ cái ý đó tại vì con nuôi mộng xuất gia. Đây mà sư phụ biểu cô tự cạo tóc, tự đắp y, con đắp y rất là lúng túng, dạ rất là lúng túng, nên lúc nãy con có gọi cô tu nữ Thâm Má Chá Trí để chỉ dạy cho con đắp y, dạ. Nên thật sự bây giờ trong lòng con cũng còn rất là xúc động, và con cũng rất là tri ân với ngài cũng như đạo tràng cho con phục vụ để con có được cái phước xuất gia như ngày hôm nay. Dạ, con rất là tri ân. Một phút thở, dạ. Dạ, bây giờ đã 6 giờ 1 phút rồi, con chưa có thấy thượng tọa Tuệ Quyền nhau. Dạ, mời cô Rằng Nông. Mời cô Rằng Nông trầm mít để Như Pháp gọi điện nhà sư Tuệ Quyền ạ. Mời cô nghe. Alakha yo bani dhanang
senti chapati khinava puranani anuttanam. Pháp Cú câu 156. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Attavaggo. Attanam ca piyam jayya rakkheyatam surakkhitam tinnamaya tarang yamam patijaggeya pandito. 12 La Mã. Phẩm tự ngã. Pháp Cú câu 157. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Attanameva pathamam patirupe nivesai athanya manusaseya nakiliseya pandito. Pháp Cú câu 158. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Attanam ce tatha kaira yathang ca manus. Dạ, con như pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền và Quang Lâm vào đạo tràng. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức đã tuyên phong ôn bài pháp cú kinh số 161. Dạ, như pháp kính cảm ơn cô Đặng Đông, Vinh Quách Tha Ná, cô Thiên Na, cô Cẩm Phân đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời quý vị cùng với nhé. Như Pháp trắng tâm thanh tịnh, cung kính Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm thiên vận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật chẳng lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được ném hương bị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn tròn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu được tri tri vẹn tròn. Và đạo tràng chúng con đang trăng kim thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thành thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 162. Dạ, như pháp kính cảm ơn Vinh Quách Tha Ná cho bài học và kính cảm ơn đạo tràng cho tín hiệu. Và như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, dự thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành kính đến lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng ký lễ đến Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử.
Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puttang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hằng giáo hội đến chư Tôn Đức Tăng. Quý nữ tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi cái thời buổi giảng thuyết cuối năm tuần trước là những giáp năm, cho nên vì vậy chúng tôi vào cái buổi mà hình như không lầm thì buổi giao thừa thì rất là bận rộn cho mọi việc chuẩn bị cái giao thừa, cho nên không thể vào để đảm trách được cái buổi giảng thuyết đó. Xin cáo lỗi quý vị. Và cũng như còn những ngày mùng của năm Nhâm Dần, xin kính chúc đến chư Tôn Đức Tăng, đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử trong rung Pháp Cú Kinh một năm mới được nhiều sự an lạc, một năm mới ổn định, một năm mới gặp nhiều thuận duyên ở trong cái đời sống, để tất cả chúng ta tiến tu nơi Phật Pháp, để chúng ta tạo hành trang Pháp Ba La Mật, chấm dứt sanh tử khổ đau ở kiếp hiện này, hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Mong quý vị luôn luôn được sống an lành hạnh phúc dưới ơn đức vay linh của Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu phúc 162. Trong câu phúc cuối số 162 ở trong phẩm Tự Ngã. Đầu tiên tức là như dê leo ma lú qua bám ghì đeo xiết xa la chết dần, xin lỗi, phá giới quá trầm trọng, như dê leo bám cây gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước và phổ thơ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu và phổ thơ của Thượng Giới Đức. Như dê leo ma lú qua bám ghì đeo xiết xa la chết dần, nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết tự thân giết mình. Như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ, đợi ngày chết khô quá nhiều, dục lạc nhiễm ô là tự đào mồ chôn ta. Dạ. Thì đây là cái câu pháp cú mà chúng ta thấy cái chữ giá sát a chan ta đu si lăng, đu si là dần, mu là qua, sa la mi quát thập quát thát tăng quát Quách Thá Tăng Cá Rô Tí Sô Tách Thà Sô Tách Thách Tà Năng Giá Thà Măng Í Chê Tí Đi Sô. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta sẽ thích nghĩa Giá Sá A Chanh Tá Đú Sì Lăng. Cái chữ A Chanh Tá A Chanh Tá Đu si là dân. A Chanh Tá đây là một danh từ, nó cộng với căn đú, cộng với xá thành si là giá, có nghĩa là người có giới tồi tệ hay là người phá giới. Còn cái chữ giá xá là ví như, cái xá là ví như, nó là một trạng từ. Hay là nó còn là nó lục đại từ chỉ thị. Không, cái này giá xá. Xin lỗi, giá xá này nó chính là một đại danh từ chỉ thị mà nó ứng dụ cho một cái gì đó, cho một người nào đó
Còn cái thứ chữ thứ hai, cái chữ Achanta. Achanta đây có nghĩa là trầm trọng, quá cái giới hạn. Dusilaya đây là một danh từ trung tính, tức là ác giới. Mà từ cái căn đú có nghĩa là tiếp đầu, xin lỗi, từ cái tiếp đầu ngữ dây leo, hay là sự ác xấu đó. Còn cái chữ si lá, nếu mà chúng ta biết cái thì đây nó một hợp từ, tức nói đến cái người có cái ác, cái người có cái ác giới nó trầm trọng. Còn chữ ma lú qua, đây là một danh từ nữ tính, chủ cách gọi là dây leo. Chữ sa lăng là từ cái chữ, danh từ là chữ sa la, là nói đến cái cây sa la mà chúng ta cây, gọi là cây ta la hay là cây long thọ đó, chúng ta thường thường nó ghép như vậy. Và cái chữ ý quá thất tăng là từ cái chữ ý quá, đây là một tiếp đồ ngữ. Á quá cộng với thá cộng tá, đây là quá khứ phân từ đã được trùm lên hay đã được trải dài ra hay nó bám vào, đây là tiếp đầu ngữ á quá. Chúng tôi vừa nói ý quá hay là á quá là xuống hay là nó quá mức. Còn cái căn thá là thở trải dài ra, cho nên ở đây cái chữ tát thách ta năng là tát tha cộng với át ta năng. Còn ý chí tí đây cứ là cái động từ muốn hay là mong muốn, là cái thích nghĩa này là như vậy. Salavottapang karu tí là hành động. Cái đầu tiên hành động là làm, chúng ta quen cũng biết từ này không mà lạ. Thì đây chính là cái Malua là cái dây leo, xăng là cây sala. Còn Otthappa là Otthappa. Cái chữ Otthappa thì là Otthattang. Có nghĩa là nó là một quá khứ phân từ đã được bám vào hay đã được trải dài ra, tức là nó, nếu mà chúng ta biết được cái cây dây leo á, cây dây leo nó bám cái cây nào thì cây đó nó yếu và nó có thể chết, nó không có mạnh khỏe được. Như quý vị, ngày nay chúng tôi có một cây vú sữa mà bị một số cái dây leo mà nó bám vào đó quý vị, năm mới 2 năm trước gỡ ra, bây giờ năm nay thì nó có thể yếu một chút xíu, nhưng nữa nó có con số dây leo thì cái trái vú sữa nó rất là nhỏ chứ nó không có to được, tức là nó hút cái chất của cây làm cho cái lần lần thì nó không có vàng, cây nó yếu quá thì nó có thể chết luôn. Dạ, cái đó là Đức Phật hình dùng hình ảnh này rất là thực tế. Thì đấy là một cái thích nghĩa và duyên sự. Thì kính thưa quý vị, cái duyên sự này, khi Đức Phật này ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, xin lỗi, ở tại quê Lú Anh Há, Trúc Lâm Tịnh Xá, đề cập đến Đề Bà Đạt Đa, thì tương truyền một số thầy tỳ kheo ngồi tại giảng đường bàn tán với nhau về cái hành động của Đề Bà Đạt Đa, là người ác giới, hành theo ác pháp, đã khuyến dụ Thái tử A Xà Thế giết cha.
và ông ta tìm cái lợi lộc cách phi pháp, xúi dục vua A Xà Thế giết cha là Bình Sa Vương, và ông ta còn mưu hại ám toán Đức Phật nhiều lần. Chứ ông ta có nhiều cái ái dục tăng trưởng, và do ông ta có nhiều cái sự tầm cầu, cái sự mong muốn, cho nên ông ta đã ác hạnh như vậy. Thì với thiên nhãn của Đức Phật biết các thầy tỳ kheo đang bàn luận ở tại đó, thì Đức Phật Ngài mới đi đến, Ngài mới hỏi và các thầy tỳ kheo bàn về vấn đề gì. Thì bàn về cái chuyện của Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Phật Ngài bảo này, các thầy tỳ kheo, chẳng phải chỉ trong kiếp này Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại ta, mà trong quá khứ đã từng như thế rồi. Và các thầy tỳ kheo yêu cầu Đức Phật Ngài kể lại cái chuyện bổn sanh. Cái chuyện bổn sanh đó chính là cái chuyện bổn sanh tiền thân của Kurunga, tức là con Sơn Dương hay là con Nai. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện ở trong quá khứ. Khi sở xưa, khi vua Brahmarata trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm với con Sơn Dương. Ăn trái cây và sống ở trong rừng. Một thời Bồ Tát ăn các cái trái gọi là Sepani từ trên cây. Sepani nó sai quả. Có các thời săn ở làng một hôm tìm thấy dấu chân Nai ở dưới gốc cây sai quả đó. Liền dựng một cái cây vàng trên cây, ngồi ở đấy, rồi phóng cái cây giáo xuống để giết các con Nai đến ăn trái cây. Và cả những kẻ sống đó, đó bằng cái nghề săn và bán cái thịt Nai như vậy. Một hôm thấy dấu chân Bồ Tát dưới gốc cây, thì cái ấy ăn thật sớm, cầm giáo, cầm coi như là vũ khí, vào rừng, leo lên cái cây. Cái cây mà vừa đã nói đó, tức là cái cây Sepani này. Thì kính thưa quý vị, khi mà ông ta vào rừng, leo lên cây đó, ngồi trên cái vàng, thì Bồ Tát là con Nai vào buổi sáng từ cái chỗ ẩn nấp của mình từ rừng đi ra với ý định ăn cái trái cây Sepani. Bồ Tát không vội đến gốc cây mà đi vòng quanh, đứng vòng ngoài suy nghĩ. Có khi những thợ săn đặt những cái bẫy vàng dựng trên cái cây có thể nguy hiểm. Do vậy ta bây giờ tôi dừng lại ở đây. Thì người thợ săn lại biết cái con Nai này, tức là Bồ Tát nè, nó khôn, đứng ở ngoài, chứ nó không đi vào trong cây, và nó cũng không có, nó có lụm những cái nó không có, có đánh, coi như ăn những cái hạt rơi. Thì kính thưa quý vị, không ăn những cái hạt rơi, mà nó rơi nó vào ngay cái bẫy đó. Người thợ săn biết Bồ Tát không có đi đến, mà vẫn ngồi trên giàn, quăng những cái trái xuống, rơi trước mặt Bồ Tát. Ngài suy nghĩ, những trái cây này rơi trước mặt ta, có thể là những người thợ săn đã chiêu dụ ở trên đó quăng xuống. Bồ Tát nhìn chung quanh, thấy người thợ săn làm vẻ như không thấy, nói to: này bạn, cái cây quý quá ơi, trước kia bạn làm những cái trái cây rơi xuống như dê leo thòng lọng xuống, nhưng nay bạn từ bỏ cái tính thâm mưu đó, âm mưu đó. Vì bạn từ bỏ đặc tính đó, cho nên ta sẽ đến gốc cây khác để tìm ăn, để tìm đồ ăn cho ta. Và nói vậy, Bồ Tát mới đọc lên cái bài kệ: con nay biết rõ được trái cây ngươi làm rơi, ta đi đến cây khác, ta không thích trái của ngươi. Người thợ săn ngồi trên cây quăng cái giáo xuống và nói: hãy đi, hãy đi đi,
nay ta bắt hụt ngươi rồi. Bồ Tát nhảy vòng tròn, đứng lại và nói, này người kia, chú tuy giết hụt ta, nhưng chú không bắt hụt kết quả hành động chú làm. Tức là ý nói đến cái quả của địa ngục, cái quả của đời sau. Nói vậy xong, Bồ Tát chạy, chạy đi xa tìm cái chỗ khác để kiếm đồ ăn. Còn người thợ săn leo xuống, đi đến cái chỗ nơi khác. Và Đức Phật nói, này các tỳ kheo, không phải chính ai Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách sát hại ta, mà xưa kia cũng làm như vậy, nhưng không thể làm được. Khi pháp thoại này thuyết giảng xong thì Ngài nhận diện tiền thân, thì người thợ săn đó chính là Đề Bà Đạt Đa, con Sơn Dương chính là ta. Thì đó chính là cái bổn sanh. Bổn sanh, mà bổn sanh đó gọi là Kurunga. Và Ngài kết luận rằng giống cây chùm gửi làm nứt chết cái cây ta la long thọ. Cái ái dục phát sinh từ sự ác hạnh phá giới, thúc đẩy kẻ phá giới rơi vào khổ cảnh, và nhất là cái địa ngục. Thì Đức Phật Ngài mới nói, ngâm lên câu kể rằng, sự phá giới làm hại người như dây mang bao quanh cây, như là cái dây leo nó mang quanh cái cây, cái ta la làm cho cái ta la kéo. Thì người mà ác hạnh phá giới, làm những điều ác xấu, là tự muốn làm, là kẻ thù, tự hại mình. Thì kính thưa quý vị, như hồi nãy chúng tôi đã nói, tức là chữ Achanta có nghĩa là nói đến cái chuyện là cái người mà ác hạnh, ác giới, tức là người người thực hành theo cái thập ác nghiệp, thập thiện nghiệp, thập ác nghiệp. Nếu thập thiện nghiệp tức là sanh về cõi lành, mà nếu thập ác nghiệp thì sanh về cõi khổ. Thì cái ái dục đó chính là nói đến cái gì? Nói đến cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì dầu cho là người tu hay không tu, khi mà vướng vào cái ái dục này cũng đều như là bị cái dây leo nó quấn chặt cái cây ta la như thế. Và thật kính thưa quý vị, cuộc đời này chúng ta không dễ dàng mà chúng ta có thể là vượt qua được bảy mồi của ma vương, hay là vượt qua bảy mồi của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó là sự thật. Như hồi nãy á, con nai á, nó biết người thợ săn, con Sơn Dương nó biết người thợ săn. Dụ nó, thí dụ như là quý vị là người thợ săn đứng ở trên quăng những cái trái cái trái mà hồi nãy nói đến cái xe pan ní này xuống, thì bắt đầu y như là một cái lưới vậy đó. Ví dụ như dàn dựng một cái lưới để phủ xuống chụp con này, nó không có thể chạy được. Hay hoặc là gài những cái bẫy ở dưới khi nó đặt chân vào. Mà chúng ta nhớ cái kinh bảy mồi cũng vậy, cái kinh bảy mồi, cái đàn nai thứ nhất, đàn nai thứ hai, đàn nai thứ ba, chỉ có đàn nai thứ tư là thoát thôi. Còn tất cả đàn nai thứ nhất, đàn nai thứ hai, dầu cho chúng ta để vượt qua được cái sự trói buộc, vượt qua được cái tâm tham ái của chính mình mà nó vướng vấp, thì không phải là một chuyện đơn giản bình thường. Có người dướng quá nhắm mắt về cái gì? Sắc đẹp. Không dướng mắt về sắc đẹp thì dướng về tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Hay là có người không mê, mê danh, mê lợi, mê tình, vân vân. Thì chúng ta bị ở bất cứ hình thái nào, thì điều đó cũng là chúng ta rơi vào bẫy mồi của ma vương. Mà bẫy mồi của cái gì? Bẫy mồi của người thợ săn. Mà người thợ săn ở đó chính là nói đến cái lòng, cái phiền não, cái ác tâm, cái ác dục của mình. Cũng vậy, kính thưa quý vị, chúng ta làm sao để chúng ta phải có một sự quan sát, phải có một sự tu tập, phải có một cái sự chỉnh đốn, thì chúng ta mới tìm về, chúng ta mới tránh né được. Chứ còn thường thì chúng sinh từ xưa tới nay, cái phiền não nó như là
nó như là chính là cái gọi là chúng ta gọi là cái ma rác, cái phiền não ma đó. Và cái phiền não ma này khó thoát lắm quý vị. Ngay cả các tu tập chứng đắc đến các thiền chứng mà chúng ta thích thú và nắm sai hưởng cái thiền lạc, thì đó chúng ta cũng đã rơi vào cái bẫy. Cái bẫy nó cao cấp hơn. Cái bẫy ti nó không có phải là giết ta ngay tức thời, bằng cách tức là người thợ săn sau khi bẫy được giết lấy thịt, mà cái bẫy cao cấp hơn có nghĩa là chúng ta ăn những thứ đó nó như là những độc dược, lần lần chúng ta phải chết. Những cái phiền não tham dục, sân hận, mạn nghi, tà kiến vân vân, thấy như thế nhưng nó không có một cái sự rõ ràng, như là kẻ cầm đao giết người, một người trộm cướp, một người có những hành động tà hành ác xấu, hay là người dối lừa, một người sai xỉn vân vân. Nó không phải là một cái hành động ghê gớm như vậy, nhưng cái tâm hưởng lạc, cái tâm hưởng thụ, thì người đó cũng đã đang rơi vào cái bẫy của ma. Chúng ta biết cái trái xê pan ní này là thức ăn ngon của con nai. Cũng như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cái tâm phàm phu chúng ta, thường thường chúng ta hướng tâm tới. Khi chúng ta hướng tâm tới như vậy, chính là chúng ta tầm cầu. Chúng ta hướng tâm tới có nghĩa là chúng ta tìm kiếm nó. Mà tìm kiếm nó như thế thì chắc chắn rằng chúng ta phải bị nô lệ cho tham ái, bị nó dẫn đầu. Và khi người mà bị nô lệ tham ái dẫn đầu thì Đức Phật này ví dụ như là cái dây leo nó đã bám chặt vào, tức là nó bám chặt vào cái thân cây, thì cây đó nó sẽ khô, nó sẽ héo. Thì nếu như mà người mà bị ái dục, ân độc, bị sân hận, bị nghi mạn nghi, tìm miên, hôn trầm thị miên, tà kiến vân vân, nó ngự vào đầu chúng ta, thì nó chính là những cái dây leo để nó bám và nó đẩy lùi, nó quét sạch đi những cái gì, những cái thiện tâm, những cái hạnh lành, hay những cái thiện pháp, hay những cái thiện nghiệp của chúng ta, nó đẩy lùi và nó siết cái tâm hồn, cái tâm của ta, làm cho ta phải sanh tử đau khổ, nhiều đời nhiều kiếp ở khổ đau sanh tử. Cái đó là cái sự thật như vậy. Một con người quá nhiều lòng tham dục, một con người quá nhiều cái lòng sân hận, một con người quá nhiều cái ngã mạn, cái phóng dật, cái hôn, cái nghi hoặc, đó chính là cái lậu hoặc. Nó thấm, nó rịnh, nó chảy ra. Dù như chúng ta đang tu đây, chúng ta nhớ chúng ta đang tu tốt, nhưng chúng ta đừng có cho rằng như vậy là tốt. Bởi nó chính là một cái gì? Chúng ta mới chỉ ngăn chặn. Chúng ta mới chỉ có một phần ngăn chặn. Có một phần ngăn chặn. Chỉ có một phần bảo vệ, một cái vũ khí hết sức là thô sơ để bảo vệ ta. Nhưng phiền não đó là những vũ khí tối tân. Mà tâm của chúng ta tạo ra những vũ khí tối tân đó. Không thể nào một cái vũ khí thô sơ, một cái sự bảo vệ, một cái lá chắn hết sức là nhẹ nhàng đơn giản, thì không thể nào mà chúng ta có thể chặn được những cái đại pháo. Những cái đại pháo đây nói đến cái phiền não mà từ trong tiềm miên quá khứ, đến khi chúng ta bực bội, đến khi chúng ta oán hờn, đến khi chúng ta oan kết, thì chúng ta có thể làm những cái hành động khủng khiếp. Hay đến những cái lúc mà chúng ta tham muốn, chúng ta quên đi cái giới luật ngăn cản, quên đi vượt qua cái hàng rào
thì chúng ta tạo ra cái nhân ác, cái nhân đau khổ. Đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ giận người, đừng bao giờ hay hoặc là bình phẩm người ta. Cười người chớ có người lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Mình cho rằng người ta ác quá, người ta xấu quá, người ta hư đốn thế này, người ta hư đốn thế nọ, coi chừng tới chúng ta nó còn càng hư đốn hơn. Khi chúng ta tu mà chúng ta có một cái tâm cố gắng gấp từng những hạt thiện sự, tập cái tâm mình ít sân, tập cái tâm mình ít tham, tập cái tâm mình ít đố kỵ, bớt ganh tị, bớt tật đố bỏng sẻn, cao có quạo quọ, thì tự chúng ta phải quay về để kiểm soát, phải quay về để nhìn mình, nhìn lại mình. Sở dĩ mà con nay là Bồ Tát đó, không có bị cái người thợ săn này bạc ra dù cái trái cây sen pani này, bởi vì con nai này nó cẩn trọng, nó biết quan sát, nó biết trái này tự động nó rơi xuống trước mặt ta thì không thể nào có một cái chuyện tự nhiên mà nó miễn phí như thế được, nó phải có mục đích. Cho nên cuộc sống này không có hạt cơm miễn phí, không có cái gì gọi là không có mục đích, nó ghê gớm như vậy. Mà khi như thế thì bằng cái gì? Bằng cái sự chiêu dụ, hay bằng cái tình cảm, hay bằng một cái gì đó, nó phải có cái khởi của nó. Thì con nai này nhìn thấy, con nai này à biết, à đây là sự nguy hiểm. Đây là sự nguy hiểm. Cho nên, con nai đó nó không ăn. Và nó ngước, nó nhìn lên, nó thấy cái người thợ săn. Cái người thợ săn là Đề Đà Bạt Đa, làm bộ không có thấy con nai. Làm bộ giả đò, làm ngơ, nó không có biết gì hết. Nhưng điều mà khi con nai bắt đầu vừa ăn thì chắc chắn rằng cái bẫy nó sẽ sập, hay hoặc là sẽ phóng lao, hay hoặc là sẽ giết chết cái con nai ngay, vân vân. Thì cũng vậy đó kính thưa quý vị. Ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon súc lạc bằng một cái phỉnh gạt của người, hay là bằng một cái lòng tham ái của mình, bằng một cái lòng đố kỵ của mình, hay bằng cái sự bực bội của mình mà bất tùy mọi cái gì, mọi cái điều ác, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi cái điều ác, chỉ làm cho đã nư đã tật thì uổng tiếc lắm. Sự thật ra là những hành động thiện, những hành động ác của tất cả mọi người không có đơn giản mà nó bị như vậy, mà nó xảy ra như vậy, mà đều là có nhân có duyên hết. Tại sao chúng ta thấy có một số người xuất hiện trên cuộc đời này mang những cái tật bệnh khiếm khuyết, dị tật bẩm sinh luôn, rồi hay hoặc là bình thường là bị cái tai nạn, thì đó là những cái ác nghiệp chúng ta tạo từ trước. Bởi vì cho nên hiểu biết được cái thập ác nghiệp mà chúng ta tránh né, hay là hiểu biết được nhân quả, chúng ta tránh đi những cái nghiệp ác, rồi đặc biệt tức là tránh đi cái sự quan trái, thì cái nhân quả quan trái của Đề Bà Đạt Đa và Đức Bồ Tát là Phật của chúng ta, tiền thân là Bồ Tát, chỉ là người mua đồ thôi. Mà chúng ta mua cái đồ cũ đó, là mua cái đồ ve chai đó, thì Đề Bà Đạt Đa đi trước, nhìn thấy một cái hũ đó nó rất là quý và nó đắt, thì Đề Bà Đạt Đa muốn độc chiếm, hạ cái giá của cái món vật này xuống, và người ta không chấp nhận thì bỏ đi giả đò, cứ như là không quan tâm,
thì một lát mình quay lại rồi mình nói vài lời để họ bán. Thì không ngờ Bồ Tát đi sau, chỉ đi sau thôi. Và thì Đề Mật Đa vừa đi thì Bồ Tát vừa tới, thì thấy được cái món đồ như vậy nó quý giá, nó đắt, cả cái giá nó cao hơn. Và kính thưa quý vị, khi mà bắt đầu sau khi Bồ Tát mua và bỏ đi, Đề Mật Đa đã quay lại hỏi cái người bán, à, biết là có người đã mua rồi là Bồ Tát. Đề Mật Đa khởi lên cái ý quan trái bực tức quán hờn, mà từng kiếp này qua tới kiếp nọ quan trái rất là nhiều lần, mà cứ đứng ở cái dưới cái cơ dưới mà chăm chích chọc ghẹo quậy quạng cho tất cả cái kiếp của Bồ Tát cuối cùng trở thành Phật cũng có Đề Mật Đa xuất hiện. Mà quý vị biết Đề Mật Đa là anh vợ của Bồ Tát ta đó, chứ đâu phải là xa đâu. Yeah. Tức là anh của công chúa La. Chúng ta nhớ như vậy đó. Tức là cậu của Thế tử Rahula. Cho nên rất là đặc biệt. Đề Mật Đa cũng giỏi lắm. Quý vị đơn giản nha. Yeah, rất là giỏi. Các cái tứ thiền ngũ thông có nhiều cái thần lực, nhưng khi mà ông ta ác hạnh ác giới khởi sanh lên thì thế nên nó hoại thiền. Từ cái ác tâm ông ta khởi sanh lên thì nó hoại thiền, hoại đi các cái tầng thiền, tức chứ quý vị nghe chúng tôi nói lại không? Giờ có nghe chưa? Giờ cảm ơn Sài Gòn mưa nắng. Thì chúng ta biết Đề Mật Đa rất là giỏi, chứ không phải là dở. Nhưng điều mà vì cái ác tâm, chỉ vì ác tâm thôi, khởi sanh lên, thiền nó hoại. Và khi cái thiền hoại rồi thì các tâm hiện tại này cộng với những cái ân quán ở trong quá khứ và cái pháp tiềm miên nó ngủ ngầm ở trong quá khứ về cái lòng tham, lòng sân, rồi mạn nghi tà kiến khởi lên nó dồn dập, và thế là Đề Mật Đa đã nhiều lần ám hại Đức Phật và ngay cả lăn đá để giết chết Ngài, hay là xúi dục coi như là vua sẽ thế của voi Nalagiri đến để chặn đường Đức Phật, mà con voi này rất là dữ. Bởi mặt trong cái bài kinh mà cảm thắng đó, Đức Phật ngài dùng phép thần thông cảm thắng voi voi Nalagiri, nó rất là dữ, nó rất là hung bạo. Và ngài dùng cái từ tâm để cảm hóa cái con voi, trong khi con voi đó nó được thuốc rượu, tức là nó bị phục sai đó, chứ là điên loạn. Như là cái người mà uống rượu vào rồi sai xưa thì con voi nó cũng bị như bà đạm vậy đó, nó không có bình tĩnh được. Nhưng bằng một cái đức từ bi của Đức Phật thì ngài đã chuyển hóa cái con voi đó, nó không hung ác nữa. Sự thật ra thì không có ai có cái quyền mà có đủ khả năng để sát hại, để giết chết một vị chánh đẳng chánh giác giờ cả. Và không bao giờ cái vị Bồ Tát có một chướng nghiệp như chúng sinh phàm phu chết bất đắc kỳ tử, hay phải chết bằng một cái tai nạn gọi là bất ngờ, không có chuyện đó. Bởi vì quý vị biết ngài đã đạt được một cái chỗ, tức là Achintya-vô bất khả tư nghì,
và ngài được đạt được cái quả Ittipada gọi là tứ thần túc. Thì cái thân xác này của ngài đó là thân kim cang, chú ý nhớ như vậy, nó không thể nào hư hoại được nếu như ngài không, ngài muốn muốn cho nó tồn tại, muốn cho nó được tốt đẹp như thế nào thì nó y như thế đó. Cái quả vị của vị Phật toàn giác như vậy đó. Ngài chiều theo cái quy luật của nhân quả, của sanh, của vô thường, nó biến chuyển, nó hoại tiêu của các sắc pháp này. Chứ nếu như ngài có thể chỉnh lại, đi ngược lại, ngài cũng có thể làm được với cái khả năng, nhưng xưa nay chưa hề có một vị toàn giác nào lại đi ngược lại một cái quy trình của nhân quả, các pháp sanh lên thời chiều quả diệt, đó là giá trị sự thật. Hay lắm quý vị, khi mà chúng ta đọc được chúng ta mới thấy, đọc được nhiều cái đoạn kinh văn như vậy, cho nên Đề Bà Đa nhiều lần muốn ám toán Phật nhưng không được, đều bị thất bại. Bởi vì Đức Phật ngài trước kia là một vị Bồ Tát, mà tiền thân đó có một giác tánh cao cả hơn là những chúng sinh phàm phu. Cái giác tính đó hiểu biết một cách tường tận mục đích và hành động của Đề Bà Đạt Đa muốn ám toán, muốn hại ngài. Cho nên ngài đã, cái bài này ngài đã thuộc từ tiền thân, quá quen, quá quen. Khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta biết, ví dụ như bây giờ đó, một con nai thì theo cái câu chuyện bổn sinh thì con nai đó hiểu biết được. Bây giờ chúng ta đừng mà có một cái trí, có một sự suy nghĩ, trời sao con nai nó biết, con thú mà biết nói tiếng người, hay con thú tại sao nó hiểu biết được như vậy. Chúng ta đừng bao giờ lấy một cái tâm tư hạn hẹp, một cái sự suy nghĩ đơn giản của chính mình mà so sánh đi, phê phán ở tại sao con chim biết nói tiếng người, con nai lại biết nói tiếng người, vân vân. Chúng ta đừng có sự suy nghĩ như vậy. Bởi vì quý vị có những cái loài, có những cái loài chó đó, nó biết chủ muốn cái gì, nó biết cứu chủ ra sao, thì những cái đó là cái phước duyên riêng của nó. Như chúng ta coi có những con chó đó, những người chủ bị tai biến hay hoặc là bị một cái cơn bị tai nạn mà cần phải có sự trợ giúp, con chó này nó thấy nó không thể giúp được thì nó chạy đi tìm người. Mà nó chạy đi tìm người làm sao? Nó tìm cách để nó báo cho người ta biết được cần phải có sự giúp đỡ cho người chủ nó, và nó đã làm được. Chúng tôi ví dụ như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta cứ suy nghĩ bằng một cách một chiều như chính mình, hay là nghĩ theo một cái sự hiểu biết hạn hẹp của chính mình là chúng ta sẽ thất bại. Chuyện gì trên cuộc đời này nó cũng có thể xảy ra mà vượt ngoài cái sự suy nghĩ của ta. Bởi vì ta không có đủ một cái trí tuệ, chúng ta không có đủ một cái sự hiểu biết, và chúng ta không có đủ một cái thông suốt, cái tường tận. Cho nên chúng ta đừng có phát ngôn trên một cái hiểu biết mà ngu si kém cỏi phàm phu của chính mình. Cho nên ở đây kính thưa quý vị, Đức Phật ngài nói thì nó cũng vậy nữa. Một con người mà vướng bẫy, một người không vướng bẫy, biết đây là cái bẫy, hai cái trạng thái đó khác nhau lắm. Và con người thường bị vướng bẫy thì hay hối hận. Còn người kia là do cái gì? Do cái trí tuệ, do cái sự sáng suốt, do cái sự cẩn trọng. Mà có những cái gì? Có những cái sự phiền muộn, có những cái sự khổ đau, có những cái sự đau khổ nó xảy ra tới chúng ta. Do chúng ta không có gì, không có sự tránh né, không có sự kham nhẫn, không có sự phòng hộ.
và không có sự tu tập, cho nên nó sẽ tới làm cho ta khổ. Chứ nếu như chúng ta biết tránh né, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết tu tập, biết thọ dụng, thì nó đâu có phải khổ. Bài kinh hôm nay dạy cho ta cuộc đời này là một bẫy mồi dài đăng đẳng, một cái bẫy mồi từ vô lượng kiếp cho tới hôm nay, và chúng sinh phàm phu mãi cho tới ngày sau phải vướng vào cái bẫy của tham ái, của sân độc, của mạng nghi, của tà kiếp, của phóng dật, của hôn trầm, của thủy miên, vân vân, vướng vào nhiều đó. Cho nên nếu như người nào biết được có sự tu tập, có sự thọ trì giới, có cái sự tu tập thiền tu tập thiền định, hay là tu cố gắng tu về pháp học, pháp hành, thì chúng ta tránh phần nào đó bẫy mồi. Chứ còn nếu như không, thì chúng ta cứ vần xoay như thế. Ba cõi sáu đường, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này, cõi trời, cõi người, hay là cõi khổ, địa ngục, bằng sanh, Atula, ngạ quỷ, vân vân, nó sẽ là cái chốn đi về của tất cả. Nó như thế, không có thể qua vượt thoát qua được. Nó cứ vần xoay như vậy. Bởi cho nên hiểu được cái Phật Pháp, hiểu được cái lý mà chúng ta tu tập, hiểu được cái lý mà chúng ta vượt ra, thì đây là một vấn đề hết sức là căn bản, hết sức là cần thiết. Và kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin có đôi điều xin trình bày cái duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 162 trong phẩm Tự Ngã là như vậy. Nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong cho Tôn Đức Tăng cùng đại chúng quan hệ cho. Kính chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời, kính dân Phật Phước Lành đến đất trời, đến Thích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các vị chư thần chư thiên luôn luôn hộ trì cho quý vị được an lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp, và sớm chấm dứt sinh tử khổ đau, và hướng nguyện phần công đức này đến các vị chư thần chư thiên, các vị chân giác đến ký linh ở chùa Bồ Đức, chùa Quảng Nghiêm, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa. Và chúng tôi xin kết thúc buổi sinh hoạt này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Ca. Thưa dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Trệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Trệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bồ Tát Sa Bà Mang A Lăng Ra Khan Tu Sa Pa Đề Gò Ta Sa Bà Bồ Tát Nơi Pha Quê Na Sa Đa Sa Thi Công An Tu Tê Gò Tu Sa Bà Mang A Lăng Ra Khan Tu Sa Pa Đề Gò Ta Sa Bà Hâm Ma Nơi Pha Quê Na Sa Đa Sa Thi Công An Tu Tê Gò Tu Sa Bà Mang A Lăng Ra Khan Pa Đề Gò Ta Sa Bà Nơi Pha Quê Na Sa Đa Sa Thi Công An Tu Tê. Tất cả pháp ơn cho nên người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng khéo sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm sinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa tử.
từ ẩn nấp hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu. Thiền nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nõn thai thấp quá khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà nhất hộ truyền quanh đo đài. Cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiền tri thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thải chúng con, tấn qua trong pháp Phật rồi giáo truyền. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đông nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào đông học pháp. Kính chào tạm biệt đóng dân xuống mít.